Xin chào các em, trong video hôm nay thầy sẽ giải một cái bài tập cũng thuộc dạng vận dụng cao của đề Sở Thái Nguyên vừa rồi thi. Thế thì ở đây cũng là logarit đúng không? Và hàm đây tức là phương trình, chúng ta sử dụng phương trình đặc trưng nhưng mà chúng ta thấy là nó có mấy ẩn? Ba ẩn. Bình thường thì trong các video của thầy nó chỉ có hai ẩn thôi. Thế thì ba ẩn chúng ta sẽ làm thế nào? Tìm làm thế nào để tìm cái phương trình đặc trưng hay tìm mối quan hệ x y z nó dễ. Thì thường ra cái bài này thì nếu làm tự luận thì nó cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết làm tự luận, nếu bạn nào biết làm tự luận chúng ta có thể làm tự luận rất là nhanh. Đấy, còn nếu không thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách Casio. Thế thì với cái chữ với cái dạng này thì chúng ta nếu xem video video thứ hai của thầy phần 2 về cái Casio liên quan đến tìm nghiệm phương trình đặc trưng ấy. Đấy, tức là của logarit ấy. Tìm cái quan hệ trưng của logarit ở trên kênh của thầy có ấy. Thì nó cũng rất đơn giản, nếu trong trường hợp này chúng ta sẽ muốn tìm ý, chúng ta sẽ cho z một giá trị bất kỳ, ở đây ví dụ chúng ta cho z bằng chúng ta sẽ cho z bằng 1 đi, z bằng 1 đây, cho z bằng 1 này, cho z bằng 1 đấy, rồi thay vào chúng ta sẽ bấm cái phương trình này ứng với z bằng 1, chúng ta sẽ làm như sau này, bấm này noga này cơ số 2, xin lỗi cơ số 6. Thực ra cơ số này nó không quá quan trọng. Đấy. X cộng y, x cộng với y cộng với 1 đúng không? Cộng với 1. Rồi, chia cho x bình cộng với y bình. Rồi cộng 1, cộng 2 luôn đúng không? 1 bình 2 luôn. Chuyển vế trừ đi x trừ 6 trừ đi y y trừ 6 rồi z bằng 1 thì 1 nhân với 1 trừ 6 là còn trừ 5 chuyển sang là cộng 5 đúng không? Cộng 5 rồi ấn dấu bằng để biểu thức thôi. Cái bước ấn dấu bằng này thì chúng ta nhiều bạn xem ở thầy xem video thầy thấy em làm bấm y hệt thầy xong rồi sau lại ra một cái số nó không giống của thầy. Chúng ta lưu ý cái bước đầu tiên ấn dấu bằng thì ra số nào thì cũng quan trọng, bởi vì trước đó có thể trong máy tính là nó sẽ nhớ một cái giá trị x y nào đó mà khác với của thầy, thì bấm ra ấn dấu bằng giống như chúng ta can thôi thì nó sẽ khác khác thôi, không quan trọng. Cái bước này chẳng quan trọng gì đâu, bước ấn để chúng ta giữ biểu thức thôi, ấn dấu bằng để giữ biểu thức, nếu sau chúng ta mất đi ví dụ ấn đằng AC này chẳng hạn thì muốn lấy lại biểu thức đấy ta lấy được ngay đúng không? Đó, nhớ như người ta ấn AC nhấn on là coi như mất hẳn nhé, lại phải nhập lại rất mất thời gian đấy chứ nhỉ. Đấy, thì chúng ta cái bước này là không ảnh hưởng gì. Đấy. Bước này ấn dấu bằng mà nó khác đi kệ nó, hoặc thậm chí nó còn lỗi ấn mà nó bị báo lỗi ngay, có trường hợp báo lỗi thì kệ nó, nếu giả sử báo lỗi ta lấy lại biểu thức nhá, xong tôi can một giá trị nào đó, can x y một giá trị nào đó để lấy ra giá trị lấy biểu thức thôi, không có gì sợ chỗ này cả. Rất nhiều bạn làm đến đây cái thế là không thấy giống của thầy thế là thôi không làm nữa, bảo không biết là sai ở đâu. Đấy, vì bước này không ảnh hưởng gì nhá. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ ship can này, ship can ta cho x bằng bao nhiêu. Thực ra trong trường hợp này chúng ta sẽ thực chất chúng ta không quan tâm đến cái nghiệm nó x bằng bao nhiêu cũng được thôi, nhưng chúng ta cứ quen là 0,01 hoặc là 100 cũng được, chả sao cả, 0,01 đi cả nó bằng y bằng 1 đi đấy, rồi giải ra bằng này. Rồi, không quan tâm nhá, chúng ta chắc chắn là nghiệm lẻ rồi. Lẻ này không quan tâm này, kệ nó. Mình bây giờ ở AC này, tí chúng ta để lấy lại biểu thức này ở AC này. Rồi, ta nhập cái gì? Ta nhập cái biểu thức trong cái loga này. Đó, nhập biểu thức. Nhập đúng này, x này. Cộng với y này. Cộng với z này. Z này. Chia cho này, x bình này. Lúc này phải nhập đúng nhá, chứ không không coi z một nữa đâu, z một thì nó sẽ không được y bình này cộng với z bình rồi cộng 1. Rồi thế bây giờ ta ấn can, x thì vẫn là 0,01 này, 0,01 nhập thôi, thôi nhập lại thôi, không không cần, y thì vẫn thế này, ấn xong bằng luôn này, đừng nhập cái gì nhé, bằng luôn cái y mà vừa nãy chúng ta giải ra để nguyên này, bằng này, rồi bằng này z. Z thì cho ớ,
x bằng 0,01 à, bằng à, khả năng chúng ta sẽ bởi vì nếu đây nó ấn bằng cái thì nó z nó mặc định là một cái số trước đó. Vậy chúng ta làm nào? À, chúng ta ấn AC này, lấy lại biểu thức này, à, lấy lại biểu thức này, mình viết cái gì trước? Viết z nhìn trước, cái z trước để nó hỏi z chúng ta nhập vào, còn y thì chúng ta nếu như ta nhập thì sẽ không không đúng cái giá trị đâu. Đấy, đây là ví dụ ta viết z này, z trước rồi cộng với y. Rồi, để nó hỏi z trước thì mình sẽ nhập vào z bằng mấy? Z bằng 1. Đấy, trong trường hợp đấy mình can này. X vẫn thế nhá. 0,01 x thì dễ rồi này. Đấy, hỏi z này. Đấy, vừa rồi chúng ta nó sẽ cho z bằng 0. Đấy, nếu chúng ta nhập bằng ngay thì nó sẽ cho luôn cái giá trị trong bộ nhớ của nó. Chúng ta lưu ý nó cho z bằng 1. Bằng này. Vậy y thì vẫn thế rồi. Vậy trong bộ nhớ nó có giá trị của y rồi. Bằng này. Ấn bằng luôn. Đấy, bằng. Đấy, 1 phần 6. Ngon chưa? Vậy thì chúng ta ngon lành rồi nhá. Đấy, gặp những cái lỗi như thế mà xử lý chúng ta thấy nhiều bạn sẽ không xử lý được. Vậy thì chúng ta nhớ này, nếu ta ấn bằng ngay, nếu x y z, x y z mà ấn x bằng 0 thì nhập 0,01 thì y bằng cái biểu thức mà cái giá trị mà ta ta vừa giải ra thì nó sẽ hiện ra ngay, nó gợi ý chúng ta mà cho luôn đấy. Mà ta ấn nó bằng thì coi như z cũng không không phải nhập nữa, và nó sẽ nhớ cái z ngày trước đó máy tính ta dùng cái gì mà có z, hoặc nếu không có nó cho giá trị bằng 0 luôn. Thế thì chúng ta sẽ không đúng như theo ý đồ rồi. Vừa rồi chúng ta xét bằng gì? Z phải bằng 1 mà. Đấy, Z bằng 1, mình giải thế Z bằng 1. Vậy thì ta có là x bình x cộng với y cộng với Z chia cho x bình cộng với y bình cộng với Z bình cộng 1 bằng 1 phần 6. Đấy. Đấy. Bạn nào nếu cẩn thận thì lại cho một con lại cặp tìm lại một cái bộ số nào đó, đúng không? Đã thử vào. Ví dụ ta cũng cho Z bằng 2 xong rồi à, ta cũng giải ra, lấy lại biểu thức giải ra xong rồi thay vào cái biểu thức này xem có đúng không. Đấy, ví dụ thế. Thế thì thì nếu cẩn thận nhưng mà thầy nghĩ là đây nó đẹp này chắc là đúng rồi. Đấy, vậy thì ta sẽ có phương trình là x bình cộng với y bình cộng với z bình. Mình cứ mạnh dạn coi như đúng đi. Đấy, cộng 1 bằng 6 x cộng 6 y cộng 6 z. Thấy chưa? Thế bây giờ đây này, chúng ta thấy này. Đây chắc chắn là một cái phương trình mặt cầu. À, vì x y z trong không gian này, x y z nó phương trình mặt cầu, thế thì biến đổi về phương trình mặt cầu ta sẽ có x trừ 3 tất cả bình phương chuyển vế sang mà chúng ta nhớ nhá, rồi cộng với y trừ 3 cũng tất cả bình phương cộng với z trừ 3 tất cả bình phương. Đấy, thế thì bình phương chúng ta sẽ có là đây chúng ta sẽ có cộng 9 cộng 9 cộng 9, vậy cộng 27, 9 nhân 3 27, cộng 27 là trừ 27, trừ 27 cộng với 1 thành trừ 26, vậy sang thành bằng 26. Rồi, ok, 26. Rồi. Tiếp tục này, cái chỗ T này, chúng ta tìm biểu thức T. T này thì chúng ta thấy là nếu quy đồng lên thì T nó hình ảnh của một cái mặt phẳng. Đó, chúng ta sẽ có quy đồng lên luôn nha. À, thì ta có này, T nhân với x cộng với y cộng với z. Đấy, cái biểu thức đầu tiên T bằng bằng này, x cộng với y. Rồi chuyển vế thôi, chuyển vế thì ta được là t trừ 1 nhân với x cộng với t trừ 1 nhân với y cộng với tz là bằng 0. Đây chắc chắn là một phương trình mặt phẳng rồi. Đó. Mặt phẳng này, mặt phẳng có pháp tuyến của nó chính là t trừ 1, t trừ 1 và t. Đấy. Thôi thì bây giờ chúng ta thấy là đây mặt phẳng P này, đây mặt cầu S này. Thế mặt cầu S này này có tâm Y là gì? Tâm Y là 3, 3, 3. Bán kính R, R bằng bao nhiêu? R bằng căn 26. Rồi. Thế bây giờ để hai thằng này có điểm chung, đúng không? Đấy, giá trị nhỏ nhất tức là có điểm chung. Có điểm chung ấy, tức là có thỏa mãn X với Y nó giống như một hệ, có điểm chung thì cái mặt phẳng này này phải cắt mặt cầu. À, muốn mặt phẳng điều kiện mặt phẳng cắt mặt cầu chúng ta nhớ này, ví dụ đây mặt cầu đây. Đúng không? Cái mặt cầu đây chẳng hạn. Đó. Thế hai hai thằng này có x y z chung mà thì nó phải cắt, tức là mặt phẳng nó phải như thế này. Đó. Nó phải cắt. Đấy. Nó phải cắt đúng không? Cắt đây. Đây nó phải cắt này. Được chưa? Cắt thì nó sẽ có giao tuyến của nó sẽ là một đường tròn này, tức là nói chung là nó có điểm chung. Thế muốn có điểm chung thì khoảng cách từ cái điểm Y, tâm Y này này đến mặt phẳng P này, đây là mặt phẳng P của chúng ta đây. Đấy, là phải như thế nào? So với R, đây là R đây, R lớn đây. Thì nó phải nhỏ hơn hoặc bằng R.
Đấy. Cái chỗ nhỏ hơn hoặc bằng đấy, sau đó chúng ta sẽ tìm được cái min max của t để cho thỏa mãn có. Vậy thì ta sẽ có là để mà hai thằng này cắt nhau ấy thì d từ i đến p là phải nhỏ hơn bằng r. Ok chưa? Cho r. Thôi ta tính thôi, khoảng cách này gần như bạn nào cũng tính được, công thức rất dễ đâu, d từ i đến p thì thay vào i đây 3 3 3 thì ta trị tuyệt đối của t trừ 1 nhân với 3 cộng với t trừ 1 cũng nhân với 3 cộng với 3t chia cho căn bậc 2 của t trừ 1 bình phương cộng với t trừ 1 bình phương cộng với t bình. Đó, đây là khoảng cách từ đâu? Từ i đến p nhỏ hơn bằng r, tức nhỏ hơn bằng căn 26. Rồi, làm đẹp một chút rồi biến đổi chỗ này, làm đẹp biến đổi nhanh rồi giải bất phương trình bậc 2 đối với t. À, chúng ta sẽ tí bình phương hai phế nên chúng ta sẽ được bất phương trình bậc 2 đối với t thì sẽ t sẽ chặn ở hai cái giá trị thì chúng ta sẽ có là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Nó hỏi giá trị nhỏ nhất thì chúng ta tìm thôi. Nó rất là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta nhanh nhá. Trên này 1 2 3 3 3 là 9 9t. 3 là trừ 6 đúng không? Trừ 6 không biết tính nhầm mỗi khi lại hỏng đấy. Căn thằng này là 2. 2 lần t trừ 1 tức là bình phương t bình trừ 2t cộng 1 rồi là cộng với t bình nữa. Rồi ok. Nhỏ hơn bằng căn 26. Rồi tương đương quy đồng này. Trị đối của 9t trừ 6 nhỏ hơn bằng căn 26. Căn của thằng này là 3t bình này. 3t bình này trừ 4t này cộng với 2 đúng không? Rồi ok, bình phương lên thôi. Bình phương thằng này. Đấy. Bình phương thì ta có 81, xin là bình phương đây 81t bình này trừ đi 26 12 12 nhân 9 này 12 nhân với 9 này t này. Kẻ tính dùng máy tính cộng với 36 này. Nhỏ hơn bằng 26 nhân với 3t bình trừ 4t cộng 2 này. Rồi tương đương với này chúng ta bấm máy cái thằng này cái. 81 81 bấm được chắc đúng không? Nhầm trừ đi 26 nhân 3 bằng 3. Vậy nên đây là 3t bình này. Tiếp tục này. Trừ 12 trừ 12 nhân với 9 đúng không? Rồi, cộng với 4 nhân 26, 4 nhân với 26. Đúng không? Bằng trừ 4 trừ 4 t. Rồi 36. 36 trừ đi 26 nhân 2 bằng trừ 16. Trừ 16 nhỏ hơn bằng 0, ngon rồi. Lúc này t lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng. Ok. Bây giờ bấm máy phương trình bậc 2 thôi. Phương trình bậc 2. 1 2 2 nhập vào 3 bằng trừ 4 bằng 10 trừ 16 bằng bằng đây 3,7, chắc thằng này lớn là số to rồi, là 3,7 rồi, 3,07 chứ. 07. Thằng này cho bao nhiêu? Trừ 1,7. Trừ 1,7. Đúng không? Trừ 1,7 nhỏ hơn. Đây xấp xỉ thôi, bởi vì thực ra cũng không quan trọng đúng không? Bởi vì người ta thuộc khoảng nào? Thuộc khoảng nào? Đây giá trị nhỏ nhất vậy bằng bao nhiêu? Giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng, mà lớn hơn bằng thì giá trị là giá trị nhỏ nhất đây. Xấp xỉ giá trị nhỏ nhất đây, giá trị nhỏ nhất chính xác nó bằng trừ 1 phẩy bao nhiêu đấy, đúng không? Nó chỗ này này. Đó, đâu đây. 2 trừ 2 căn 13 trên 3. Đây giá trị lớn nhất đây. Ok chưa? Sẽ có bài người ta sẽ hỏi giá trị lớn nhất, có bài giá trị nhỏ nhất, quan trọng không quan trọng nữa này đúng không? Vậy trừ 1,7 thuộc chỗ nào? Trừ 2 đến trừ 1 rồi, đáp án A. Đáp án A. Ok. Rồi, đáp án A của chúng ta. Đấy. Thế thì đây là một cái bài mà nó có cả x, y, z. Chúng ta trong trường hợp mà chúng ta cần phải tìm mối quan hệ, chúng ta sẽ cho một cái ẩn nào đó, nó một giá trị. Trong trường hợp này thì cho một thôi, giá trị khác cũng được. Sau đó chúng ta nhớ là tìm. Đấy, tìm. Thì thực ra thì trong cái bài này thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm xem cái video số 2 chúng ta sẽ có hình dung ngay. Video số 2 về cái việc mà phương trình đặc trưng mà nghiệm nó không không đẹp, tức là nghiệm nghiệm lẻ đấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm như này. Đấy. Thế còn bạn nào làm tự luận thì cũng nhanh thôi, tự luận ta biến đổi một chút là ra thôi mà, không có gì khó khăn cả đâu.
Đó. Nhưng ta nếu làm chắc về tự luận thì chúng ta có thể làm tự luận cho chắc chắn. Thế còn là Casio nó chỉ hỗ trợ ta thôi. Nói thật là thầy nói thật là Casio cũng không phải là thần thánh gì đâu. Nếu chúng ta nó chắc tự luận và kết hợp với Casio thì ta sẽ rất là nhanh thôi. Thầy thường nói vui học sinh của thầy là tự luận giống quan văn, còn là Casio quan võ ấy. Nếu chúng ta chỉ giỏi văn thôi mà không có võ thì đôi khi gặp cái thằng võ cũng khó đấy. Đấy, nhưng mà chỉ giỏi võ mà không có văn thì đôi khi các chiến lược chúng ta không 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 biết được, nên chúng ta phải văn võ song toàn đấy thì chúng ta mới chiến thắng được mọi câu, cả từ dễ đến khó đấy. Nếu là dùng tự luận thì chúng ta nhớ rằng là tự luận đấy thì đối với những câu dễ là chúng ta sẽ làm được nhanh, nhưng Casio câu dễ mà cho tự luận thì chắc là làm thời gian mất lâu lắm đấy. Thế thì càng những câu mà gì khó lên thì chúng ta phải kết hợp cả hai đấy. Cả tự luận và Casio chúng ta mới làm được, nói chung không rất là khó. Ví dụ như có một số câu mà thầy làm ấy, nếu không sử dụng máy tính thì chắc là tính đạo hàm ra xong rồi giải phương trình rồi làm theo tự luận thì chắc là lâu lắm. Phải nói rằng là chắc lúc đấy mà mang bài về nộp cho mẹ thôi, chứ làm sao có thầy cô mà đợi chúng ta để làm xong bài để mà thu được, đúng không? Đấy thì cái đấy là chúng ta cần phải lưu ý. Thế còn những cái dạng nào mà hay thì thầy sẽ cố gắng đưa lên kênh. Ai làm nhiều thì lên kênh để cho chúng ta có những cái mà xem thêm được và được thêm tí kiến thức nào thì hay. Đấy. Nếu các em mà thấy hay thì hãy comment và chia sẻ đăng ký kênh giúp thầy để động viên thầy để có kênh thầy phát triển, và nói chung là cũng có một chút để động lực để thầy làm thêm các video khác. Và bạn nào có yêu cầu video cái bài nào thì chúng ta cũng có thể nhắn tin vào Facebook cho thầy thì thầy sẽ có thời gian để giải đáp. Đấy. Tuy nhiên thì thực ra cũng có một số bài thì thầy cũng cũng các bạn hỏi thì cũng không phải là bài nào thầy cũng làm được đâu, phải nói luôn như thế. Đấy, chúng ta sẽ nghiên cứu, thầy sẽ nghiên cứu và cố gắng giải ngay được cho các em thì chắc là cũng 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 không hẳn, và chúng ta sẽ có phải thời gian. Đấy. Cái hai là thầy cũng đợt này cũng rất là bận nên có thể là không giải đáp được ngay, nên các em thông cảm. Nếu chúng ta có nhắn tin thì thầy sẽ cố gắng làm. Đấy. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi video. Chào các em.